Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể sử dụng layer style để mình tạo ra một cái bóng đổ cho bất kỳ một cái chủ thể nào trong Photoshop. Thì như Uyên nói là chúng ta sử dụng về layer style cho nên là các bạn có thể double click vào trong layer này để mở bảng layer style ra cũng được. Hoặc là chúng ta dùng cái FX ở dưới bảng layer này. Thì về bóng đổ chúng ta sẽ có là drop shadow. Ở đây nó có một vài những cái lệnh này thì hiện tại các bạn có thể dùng giấy bút để mình nốt lại. Mình sẽ giải thích cho các bạn một vài cái ở đây để khi mà chúng ta nhìn những cái từ thuật ngữ chuyên ngành chúng ta có thể nhớ được là cái lệnh này nó dùng để làm gì. Đầu tiên là khi mà các bạn cứ nhìn thấy cái chữ shadow này có nghĩa là bóng, bóng đổ mà đổ mà dạng bóng tối tối á, shadow là tối ha. Drop shadow là những cái bóng tối đổ từ cái hình này đổ xuống phía dưới cái nền của nó. Còn những cái nào mà bạn nhìn thấy là có chữ glow. Cái chữ glow này có nghĩa là ánh sáng. Ánh sáng nó phát ra, nó, nó chiếu ra những cái quần sáng ở xung quanh cái chủ thể của mình. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là hai cái glow là inner glow và outer glow. Thì inner có nghĩa là nó đổ vào trong cái viền của chúng ta ở đây thì cái phần ánh sáng nó sẽ đổ vào phía trong cái viền của cái chủ thể này, nghĩa là từ cái viền bên ngoài nó đổ vào trong tâm của cái chủ thể. Còn cái outer glow là một cái ánh sáng từ cái viền của cái chủ thể này nó đổ ra phía bên ngoài. Inner là đổ vào trong, outer là đổ ra bên ngoài, glow là ánh sáng. Thì đến đây chúng ta sẽ có là inner glow là ánh sáng đổ vào trong, outer glow là ánh sáng đổ ra bên ngoài. Rồi ha, inner shadow là một cái ánh sáng đổ vào phía bên trong cái hình của mình luôn một cái bóng đen á, bóng tối á, shadow là tối ha. Drop shadow là một cái bóng đổ phía bên ngoài thì inner shadow là một cái bóng nó đổ vào phía bên trong cái hình của mình. Stroke là cái đường viền, stroke là một cái đường viền để chúng ta có thể tô một cái màu hoặc là một cái radian bao quanh cái chủ thể của chúng ta, nó là những cái viền đó. rồi, uh, bevel and emboss, bevel and emboss nghĩa là một vài cái lệnh nó giúp cho chúng ta làm nổi khối cái chủ thể của chúng ta lên, nổi khối lên hoặc là lún xuống một cái chủ thể, một cái vật nào đó, một cái mặt phẳng nào đó, nó nhô lên hoặc là nó lún xuống, nó là hiệu ứng bevel and emboss Satin nghĩa là nó giúp cho chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng mà các bạn nhìn thấy nó sẽ có những cái bóng y như là plastic y như là bằng nhựa bằng những cái nhựa dẻo nó sẽ có những cái bóng mà độ bóng 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 hoặc là như những cái người mà bằng, bằng 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 plastic đó kiểu như vậy overlay thì Uyên đã nói ở trong video trước đó rồi là những cái lớp phủ lên trên cái hình của mình thôi thì trong tất cả những hiệu ứng này các bạn cứ nhớ những cái tên mà Uyên vừa mới giải thích đó thì sau này khi mình nhìn cái tên của nó mình sẽ biết được là cái lệnh này nó dùng để làm gì và chúng ta sẽ chọn nó được uh, phù hợp hơn. Rồi ha quay về video này, Uyên đang muốn nói đến đó là drop shadow. Thì với cái bạn drop shadow này các bạn sẽ thấy này, là chúng ta sẽ có một cái lớp bóng nó đổ xuống cái nền của mình. Thì khi mà có một cái bóng đổ xuống nền như thế này, đầu tiên này, các bạn sẽ có là blend mode, blending mode thì cái bóng này nó là dạng bóng đổ về tối cho nên là mặc định của nó lúc nào cũng là Multiply Thì bạn để ý ha, nó là cái Shadow là cái bóng tối cho nên là thông thường nó sẽ là Multiply Và cái màu của nó cũng là màu tối luôn Thì nếu mà ở đây các bạn chuyển về màu trắng thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái bóng đó nữa bởi vì nó đang là Multiply Thì nếu là trắng các bạn sẽ phải đổi lại Normal hoặc là Screen thì ví dụ như là screen này bạn sẽ thấy này Nó có một cái lớp bóng nó màu trắng nó in xuống cái hình này Thì thực tế những cái bóng mà chúng ta làm màu sáng màu trắng Thì nó lại không có chính xác, không phù hợp Cho nên là thông thường mặc định người ta vẫn để là multiply Và để màu tối, màu đen Ngoài ra thì bạn vẫn có thể là chọn một cái màu nâu nâu Hoặc màu gì đó tùy ý các bạn có thể chọn ở trong cái ô màu này Và opacity Thì opacity là cái độ đục hoặc là rõ của cái bóng này ha Ví dụ chúng ta giảm opacity xuống thì chúng ta sẽ có một cái bóng nó mờ, thật là mờ Rồi tăng opacity lên thì chúng ta sẽ có một cái bóng nó rõ hơn Đây là cái opacity của cái bóng Rồi angle là cái độ Nghĩa là cái độ thì khi mà chúng ta xoay cái độ này Chúng ta sẽ có được cái hướng của cái bóng Bạn thấy nè Xoay cái độ này ha, đó chúng ta sẽ có được hướng của cái bóng Nó hướng lên hay hướng xuống hay là nó đi theo cái hướng nào Thì chúng ta sẽ chọn ở trong cái angle này Thì các bạn sẽ để ý là cái angle này này Cái bóng của chúng ta nó sẽ ngược theo cái hướng ở đây ha Cái hướng ở đây nó gần giống Các bạn có thể hiểu nó là cái hướng ánh sáng Thì ở đây bạn nhìn thấy này Cái gạch nó đang xéo theo cái hướng mà 4 giờ Theo hướng 4 giờ ở đây Thì khi mà chúng ta có cái gạch như thế này Bạn sẽ hiểu là ánh sáng nó đang từ cái hướng 4 giờ này nó chiếu lên Cho nên là chúng ta sẽ có cái bóng nó đổ theo cái hướng phía trên này bạn thấy ha, ví dụ bên quay nó lên này lên thì bạn sẽ thấy không? cái bóng nó từ ở trên này giống bạn có thể hình dung là cái ánh sáng từ trên này chiếu xuống cho nên là cái bóng của mình nó sẽ đổ xuống dưới nghĩa là cái hướng của ánh sáng mình ha nó sẽ phụ thuộc vào cái gạch mà chúng ta hiệu chỉnh ở trên cái thanh này use global light thì khi mà chúng ta click vào trong cái global light này chúng ta sẽ cân chỉnh tất cả những cái ánh sáng đi theo một hướng cái này thì uyên sẽ có một cái video riêng uyên nói về cái global light này cho các bạn dễ hình dung đây là cái khoảng cách ha. Distance là những cái khoảng cách. Đây bạn thấy nè. Khi mà Uyên càng kéo ra thông số này nó càng cao thì cái khoảng cách từ cái chủ thể của mình đến cái bóng khoảng cách nó tăng ra xa hơn. Còn nếu mà chúng ta để gần lại thì bạn sẽ thấy cái bóng của mình nó sẽ gần với cái chủ thể của mình hơn như thế này. Nó cũng tùy theo từng trường hợp chúng ta cần cái bóng nó cao hay cái bóng nó cái bóng nó xa hay là cái bóng nó gần thì chúng ta sẽ cân chỉnh cái khoảng cách ở đây cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái là spread. Với cái spread này nó là dạng như là làm nhòe cái độ phủ của cái bóng của mình lên và nó cũng làm đậm hơn giống như là một cái ngồi nó phun ra kiểu như vậy đó. Khi mà chúng ta kéo chỉnh thì nó phun càng nhiều thì cái bóng của chúng ta nó càng đậm và nó càng to lên kiểu như thế. Thì ở đây ví dụ như bên kéo cái instant, kéo cái distance này xích ra cho các bạn nhìn thấy cái bóng của nó được rõ hơn. Thì ví dụ khi mà bên tăng cái thanh street này lên này bạn thấy ha, cái màu bóng của chúng ta nó cũng sắc nét hơn và nó cũng rõ hơn đây càng kéo nó càng đậm càng rõ kiểu như thế còn cái size cái size này sẽ là cái độ nhòe của cái bóng nó to hay nó nhỏ bạn thấy khi mà bên tăng cái size này lên này cái bóng của mình nó càng ngày nó càng nhòe ra nó càng nhòe ra nó to ra còn khi mà chúng ta để cái size nhỏ xuống và để về không luôn thì chúng ta sẽ có một cái bóng nó đúng với lại cái chủ thể của mình nó không có nhòe một tí nào cả nó sắc nét bằng như vậy luôn khi mà chúng ta chỉnh lên nó, nó sẽ hơi nhòe một xíu Thì đây là cái độ nhòe của cái bóng của mình Bạn thấy khi càng kéo nó sẽ càng nhòe ra Thì tạm thời với cái khóa cơ bản Cái bước này các bạn chỉ cần Quan tâm những cái thông số ở phía trên này thôi Còn về cái phần mà quality ở dưới này Đây là những cái phần mà về ánh sáng và add noise bạn thấy là khi mình add noise nghĩa là mình add những cái chấm 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 này lên trên cái bóng của mình thì sẽ có một vài trường hợp chúng ta cần add noise vào để hình của chúng ta nhìn cho nó giống thật còn nếu mà để không có noise thì nó phẳng quá thì nhìn nó lại giả dạ, kiểu như thế thì sẽ có một vài trường hợp chúng ta cần cân chỉnh cái noise này còn riêng về cái contour này nó là về ánh sáng về ánh sáng thì chúng ta có thể cân chỉnh lại về những cái hướng sáng của cái bóng này để nó tạo ra được những cái style khác nhau thôi thì cái này là nó cũng hơi khó chỉnh một chút xíu cho những bạn mới học photoshop cho nên là ở đây các bạn có thể thử một vài cái có sẵn ở trong photoshop này nếu bạn cảm thấy những cái này có sẵn mà đưa vào cái hiệu ứng của chúng ta nó đẹp thì chúng ta có thể sử dụng những cái effect này đưa vào luôn cũng được không vấn đề gì cả nó chỉ là hiệu chỉnh ánh sáng của cái bóng đó thôi. Thì đó là tất cả những cái mà chúng ta có thể hiệu chỉnh được trong cái rope shadow này. Tuy nhiên là nếu mà trường hợp các bạn kéo những cái thanh này mà cảm thấy là khó canh quá, khó canh theo đúng ý mình quá, vị trí và cái độ nó không đúng được. Thì bạn có thể rê con chuột ra bên ngoài và chúng ta di chuyển cái bóng của mình đi đến một cái vị trí mà mình thích đều ok ha khi mà chúng ta di chuyển này click chuột kéo di chuyển đi thì tự động nó sẽ thay đổi cái angle và cái distance này khoảng cách và cái độ nó sẽ tự nó thay đổi cái này thì chúng ta có thể cân chỉnh nó dễ hơn tùy ý của các bạn Video tiếp theo Yên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Inner Shadow, Inner Glow, Outer Glow để tạo ra những cái hiệu ứng của cái bóng đèn neon ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu bạn thích những video của Uyên và muốn giúp đỡ cũng như là mời Uyên một ly cà phê nào đó để cảm ơn, Uyên có đánh kèm ở bên dưới phần mô tả của video một đường link để các bạn có thể donate hoặc là chuyển khoản thẳng qua cho Uyên một cái khoản tiền ủng hộ coi như là cảm ơn cái công sức Uyên đã bỏ ra và bạn đã học hỏi được từ cái video của Uyên. Uyên thực sự muốn các bạn có thể thu nhận được rất nhiều kiến thức bài bản từ cái khóa học Photoshop CC018 này. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.